Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại quay trở lại với tựa game Cyber Hunter nha anh em. Thì tựa game Cyber Hunter mới cập nhật cái giao diện mới này, cũng như là anh em sẽ có một cái âm thanh nền mới. Ở đây anh em, nó chính là chế độ Stronghold, hay còn gọi theo tên tiếng Việt đó là trận đấu điểm chiến lược nha mọi người. Anh em sẽ thi đấu theo thể thức đó là squad, và anh em ghép đội với một cặp squad nữa trở thành đội xanh. Và ok, thi đấu trong thể thức đó là 8v8 nha anh em. Được rồi mọi người, mình sẽ chọn vai trò đó là người bắn tỉa. Chắc chắn anh em cũng đã khá là quen thuộc rồi phải không anh em ơi. Với vai trò người bắn tỉa, anh em sẽ vô cùng là có lợi ở trong cái chế độ đó là trong hâu này nha anh em ơi. Đầu trận phải nói là âm thanh nhạc nền đã trở nên gay gớm hơn bao giờ hết. Một cái tựa game đáng chơi trong mùa hè này. À đâu, nó sắp chuẩn bị sang mùa thu rồi anh em ơi. Let's go nào. Được rồi anh em ơi, đầu trận thì anh em hãy cứ bình tĩnh mà di chuyển đi. Lên trên nào anh em. Thì cái tựa game Cyber Hunter này anh em nào mà chưa chơi bao giờ ấy thì thấy là game nó leo trèo vô cùng là thú vị luôn nha mọi người. Người ta gọi là chất chơi người rơi anh em ơi nào. Người đâu rồi nào? Cái đậu xanh này làm sao vậy hả em ơi? Muốn gì? Muốn gì em ơi? Ok. Úi dồi ôi, lút đồ này. Chuẩn bị lên bảng chưa em ơi? Cái đậu xanh này. Ở vãi trưởng nha em ơi. Đứa nào bắn tôi thì phải. Căng. Đầu trận mà công nhận là cũng khá là căng thẳng đấy mọi người ơi. Mình sẽ leo lên trên cao hơn nữa đây. Thì chơi trong chế độ này anh em sẽ thủ thành là chủ yếu đấy. Đầu tiên anh em sẽ chiếm cứ điểm. Hiện tại thì đội xanh mình nó đang tăng phần trăm đều rồi. Cái đậu xanh này ở trên đây làm gì vậy hả em ơi? Tính sơi ai vậy? Úi dồi, lên bảng đi em ơi. Lên bảng điểm số này. Đập vãi trưởng, hay lắm. Được. Nể chú thờ, được, hay lắm em ơi. Coi chung bây giờ anh lên anh hạ chú thì đừng có hỏi tại sao em nhá. Nào, hình như là thằng đấy bị sơi rồi nha em ơi. Cái đậu xanh này làm sao mới hả em ơi? Ok luôn. Một kill đầu tiên này. Chuẩn bị có kill thứ hai nha anh em. Cái đậu xanh này làm gì đây mới hả? À đủ thanh niên. Có luôn kill thứ hai nhá. Được rồi mọi người ơi, để mình coi nào anh em. Ở phía xa này. À đủ đây à? Đây à. Cái đậu xanh này. Cái đậu xanh này hay lắm em ơi. À để mình xuống tạm phía dưới cái đáp mọi người này. Đây, đứng đây. Ở trên bị nó dã cho xanh mộ sợ thật. Nên là bây giờ mặc dù là chơi với vai trò người bắn tỉa, nhưng mà mình vẫn ở dưới thôi nha em ơi. Ở vãi trưởng. Căng. Xíu đài nhá. Anh em thấy game Cyber Hunter này gắt chưa? Ở vãi trưởng. Cái đầu xanh này sang tận bên này cả. Dã man con ngan thanh niên. Không thể ngăn cản rồi. Sĩ kẹo hiện tại đã có được 3 kill rồi nha anh em ơi. Đây, chia sẻ tâm sự với anh em. Hiện tại thì mình đang nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 ở quê. Thế nên là phải dùng tạm iOS để chơi Cyber Hunter nha mọi người. Thì cái thiết bị mình đang chơi đó là iPhone X này. Nên là anh em thi thoảng sẽ thấy đôi chút lag nha mọi người. Cũng như là chất lượng hình ảnh thì nó không thể nào bằng được với điện thoại Xiaomi Black Shark 2. Một con điện thoại chuyên để chơi game này. Adu. Úi dồi ôi, làm sao đấy hả em ơi, coi chừng lên bảng điểm số nha em nhá. Với vai trò người bắn tỉa, anh em chỉ cần là đứng ở xa và bắn tỉa thôi. Rất là đơn giản, ở vãi trưởng. Để đội đỏ nó chiếm được cái điểm rồi. Căng. Vụ này hơi căng rồi nha anh em ơi. Ơ mà không hiểu sao team của mình nó chưa để lên nữa cơ. Thế là có nhiều đứa chơi game kiểu ngáo ngơ vãi trưởng các bạn ơi. Nào để coi nào, cái đồng xanh này làm gì chứ này mà hả em ơi, chạy đâu hả em ơi. Hay lắm em ạ, để lên. Mình sẽ qua bên này một xíu cái đã. Nói chung là không nên để lên vội bởi vì là team đang ở ngay phía sau mà anh em. Căng. Ôi vãi trưởng, anh em nhìn thật bắn tốt chưa. Căng quá nhỉ. Được rồi ok, để coi nào, chỗ nào vậy em ơi. Đây rồi nhá. Xuống đi em. Căng, hay lắm em ơi. Cái này là phải bình tĩnh xử lý đấy mọi người này. Khá là căng thẳng đấy. Ui vãi trưởng. Thôi. Còn đúng xìu máu các bạn ơi, chạy. Chạy ngay đi.
trước khi mọi điều nó trở nên dần tồi tệ hơn nhở. Nên chưa đã, và anh em chỉ cần đấy là quay lại cái điểm mà anh em khởi đầu. Đó, anh em sẽ có thể là lượm thêm máu cũng như là trang bị nữa nha mọi người. Được rồi, ok. Trước hết là mình sẽ quần máu cho nó full cái đá anh em ơi. Ui, tầm này máu vẫn chưa đủ full này. Đủ. Hai cái thằng ở kia nó bị AFK hại anh em ơi. Vãi cả trưởng nó thoát trận rồi. Thế này đâm ra là 6v8 hại anh em. Vụ này hơi căng rồi nha các bạn ơi. Ok ok ok. Căng vãi trưởng thằng này chơi sao nhỉ anh em. Let's go nào. Bây giờ đã đến lúc đẩy lên rồi nha em ơi. Cái đầu xanh này thập thỏ trên này coi chừng vỡ đầu nha em nhá. Ok ok ok. Đẩy lên và sẵn sàng chiến đấu thôi nhỉ mọi người. Khá là căng thẳng rồi nha. Bên này, bên này. Dám sơi đồng đội anh à, 4 kill này anh em ơi, căng căng căng. Hiện tại thì phần trăm chiếm cứ điểm nó đang tăng lên rất là nhanh nha mọi người này. Vãi trưởng. Gì vậy? Thanh niên này tính ở trên cao để bắn cho dễ hả? Ok ok anh em ơi. Trận này team mình sắp win rồi nha anh em ơi. Bất khả chiến bại này căng chơi anh em. Đây rồi này, thằng nào đây? Thằng nào đấy hả em ơi? Hay lắm em ơi, cái đậu xanh này lên bản đi em ơi. Bắn cái khẩu súng này cơ bản là hơi yếu nhưng mà được trang bị ống ngắm rõ là to anh em, bắn xa vô cùng là tốt nhá. Đây để đồng đội lên trên cái đá anh em ơi, nói chung là anh em là vai trò người bắn tỉa. Thì anh em cứ bình tĩnh mà xử lý thôi, không việc gì phải vội cả này. Cái đậu xanh này, yes, chiến thắng. Top 1 rồi anh em ơi, đơn giản thôi mà mọi người. Như vậy là mình đã chiến thắng chế độ Stronghold nha anh em ơi. Hello anh em, và mình đã quay trở lại rồi đây mọi người. Ngày hôm nay thì vẫn là trong vai trò bắn tỉa của chế độ Stronghold nha anh em ơi. Một chế độ thủ thành vô cùng là hấp dẫn ở đây. Nói chính xác hơn thì đây nó là chế độ chiếm cứ điểm thì có vẻ là nghe hợp lý hơn nha anh em. Đầu trận anh em hãy nhanh chóng đồ cho mình được những cái trang bị nó ngon nhất này anh em. Được rồi, ok, trang bị cũng khá là ổn rồi. Chuẩn bị chúng ta let's go và lên sàn chiến đấu thôi nhỉ anh em, từ từ. Để tôi sẽ cố gắng loot thêm xíu đồ cái đã mọi người ơi. Cái điều quan trọng là mình đang chơi súng bắn tỉa nên là cũng nên lượm thêm đạn súng bắn tỉa phải không mọi người. Anh em thấy chưa, đội đỏ nó sẽ có ký hiệu rõ ràng nhá. Cái đậu xanh này lên bảng đi em ơi, lên bảng đi em ơi. Ui dồi ôi, lên bảng này. Ơ thế nhưng mà lại không được chiến công đầu cả. Vãi trưởng nhỉ. Để mình coi nào. Để mình coi nào, thằng này trên này. Đúng rồi, nhảy nhanh không đai em ạ. Nó mà nhảy chậm một xíu nữa thôi là nó xanh mộng với mình này. Hiện tại thì đội xanh của mình đã chiếm được cứ điểm rồi nha anh em ơi, ngon. Cái gì đây? AFK Hải ơi. Tại sao đứng yên vậy hả? Cái đầu xanh này. Cái đầu xanh này, yes, 2 kill. Úi dồi ôi này, chuẩn bị là kill thứ 3 nha mọi người. Lên trên một xíu nữa để quan sát địch rõ hơn nhá. Để mình xem này. Ui dồi ôi, 3 kill luôn. Thằng bé nó bị lag anh em ơi. Chắc là treo game hay là gì đấy rồi. Người đã đâu? Người đã đâu? Để mình xem nào các bạn này. À đây à? Đây à? Đây à? Đây à? Ê bắn lộn. Lộn xíu anh em ơi. Vai trưởng này làm gì vậy? Ok ok. Đẩy qua này hay lắm. Người chơi vô địch sĩ kẹo CB luôn anh em ơi. Đây anh em chờ xíu nha, mình sẽ clear luôn cho nó anh em ơi. Đẩy lên à, định chơi anh à, hay quá nhỉ em nhỉ. Đây rồi, để xem nào. Chúng nó lại được hồi sinh này. Hồi sinh thì cũng đai này, 6 kill luôn, căng chơi anh em ơi. Tầm này đã đủ gắt chơi anh em. Ui ui, nhìn cho nó sợ chạy kìa anh em. Ok ok. Cái đậu xanh này lên bảng 7 kill luôn. Ok ok, bình tĩnh nào anh em nào, để con nào, người đâu? Người đâu vậy Hải em ơi? Ắt đủ. Chỗ nào vậy ta, tại sao mình chưa thấy chúng nó nhỉ anh em? Ok ok. Kéo what the hell, đứa nào đây? Chưa thấy ai cả. À, đi móc lốp Hải em ơi, hay lắm. Chú dám qua đây để móc lốp Hải em ơi. Cái đậu xanh này lên bảng như vậy, lên bảng này thế như này. Láo lếu hả em. Bây giờ là mình team mình vẫn đang tiếp tục thủ và chắc chắn là trận này sẽ nhanh chóng lấy được top 1 mà thôi.
lên bảng luôn 8Q huyền thoại rồi nghe mời anh em thấy căng chưa? Anh em đã thấy là đủ nóng chưa nhỉ anh em? À, mình sẽ qua bên này một xíu coi này. À, một đứa đi móc bên trái cả, hay quá nhỉ? Khá quá nhỉ? Bên trên đó này, cái động xanh này 9Q này. Thằng nào nữa hả em ơi? Ở đây à? Hình như là nó bị Q rồi thì phải anh em ơi. Ok ok. Phía trước mặt đang còn người đấy nhá. Ui ui, gắt. Ui vãi trường. Thôi anh em ơi, căng. Làm gì mà phải căng thẳng với nhau vậy? Ê, chả nhẽ là mình lại sợ các bạn quá cơ này. Cái đậu xanh này làm sao đấy em ơi? Ngon lành cái đào 10Q nhá. Nữa này. À hay lắm em ơi. Làm sao đấy hả em? Ok mọi người. Để coi nào, thằng này. Lên bản đi em ơi. À, nó núp vào trong anh em ơi, thông minh vãi trưởng. Hay lắm em ơi, được. Good game em ơi. Trên này có người này. Đậu xanh 11 kill nha, thằng này. Thằng này nữa này. Ủa? Tại sao không bắn được nhỉ anh em? Ơ vãi trưởng. Cái đậu xanh này chạy đâu hả em ơi? Ui, chạy lẹ thế nhỉ này. Gắt 12 kill. Ê, thằng nào xây gắt thế nhỉ? Ok, công nhận căng. Nó xấy mình suýt đai luôn anh em ơi. Gắt thật. Chẳng nhẽ mình lại sợ bạn cả. Đâu, chỗ nào? Để xem nào, xem là có xanh mộ với anh không nào. Thằng nào mà láo lếu thế nhỉ? Đây à? Đây nó bị AFK anh em ơi. 13 kill này. Ngon chưa anh em? 72% rồi. Thế này là sắp win rồi nha anh em ơi. Tím đỏ. Không để lên là các bạn thua nha. Cái đậu xanh này làm gì vậy? 14 kill rồi nhá. Đâu rồi để mình coi nào. Nữa hả? Chạy đi em ơi. Chạy lẹ lên em. Không là xanh mộ bây giờ. Ok bên này cũng có người đấy nha mọi người. Căng rồi nha. Bình tĩnh này. Đứa nào đang chạy đi. Đang chạy à? Hay lắm. Ok tầm này sắp win rồi nha em ơi. Qua đây đi mấy bạn ơi. Yes. Đơn giản. Như vậy là chiến thắng top 1 nữa rồi các bạn ơi. Tập này thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.